các em chút nhá. Ai chụp không? Còn ai chụp không? Lấy bao giờ chưa ấy chứ? Nếu mà chưa lấy bao giờ là cảm giác nó hơi sợ này. Đó, chỉ có chưa quay nó hơi sợ. Mà nó yên tâm đi, thoải mái ra. Nó đang gồng, nó đang gồng. À, em ơi, kiểu là Linh mới cười ra. Linh mới lấy tay á, nên lần đầu á, cho nên em lấy cách đơn giản nhất thôi, chứ không phải đã hứa cách đơn giản nhất ạ. Nhiều lấy tay không? Sao mà cả đúng người không có lấy tay, có lấy tay đã lắm. Mà lại mà đang phê đấy. Đâu ai lấy nhỉ? Còn ép bạn lấy giấy tay của một bạn à? Có chứ. Đâu? Ai đây ạ? Tiên kìa. Nào. Ủa chồng đi. Lấy giấy tay đâu hai bạn mà? Bạn ở đâu rồi? Đang làm rồi. Bạn đang làm rồi. Đẹp quá gì trời ơi, dữ vậy. Kế bên học trò mà đi coi live. Trời ơi. Ờ. Không coi live. Đó rồi, đi lấy cái tay luôn nè. Vô tiền chết ơi, cho đi. Đi quá sát luôn rồi. Như là cái hiệu ứng có sẵn của TikTok. Hình như là mặc định mọi người ơi. Đây à, live từ sáng giờ mệt rồi, giờ cho phe cameraman chút nha. Đúng.
sao chưa khỏi đặt luôn đi. Mà có chứ. Đặt mấy con này là. Các bạn nào có bệnh anh Vĩnh qua ta.
Chưa đăng được cái gì luôn.